xin được vinh danh Hoa hậu Phan Thị Ngọc Diễm, Hoa hậu du lịch Việt Nam 2008, Chủ tịch sáng lập Willin Labienro, CEO Ngọc Nam Coming, CEO Ngọc Nam Phương Communication. Vâng, thưa quý vị, Hoa hậu Ngọc Diễm đã sáng lập và dẫn dắt câu lạc bộ Willin Labienro, đã kết nối bền vững rất tuyệt vời để tạo nên một cộng đồng thịnh vượng mang đến nhiều giá trị dành cho tất cả các nữ lãnh đạo trong Willin Labienro. Xin được chúc mừng.